đẹp quá không? Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đó là em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái khỏi thôi. Trời đất ơi. Em bảo thủ em cố chấp mà em ngang ngược á. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò? Bán ở đâu? Dạ em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Xuống Bình Phước bán bún bò? Dạ. Bây giờ là sống dưới đó luôn? Dạ. Rồi có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên cạnh. Và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước. Và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi hay quá vậy ta. Ngày xưa thật là xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau. Và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn Bình Long và em ở Lộc Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao đâu. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý à. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động. Em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều và nếu mà nói về công việc kinh doanh á thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Làm biến vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền thôi chị. Em múc cho anh hai tô bên đây của em. Đang đói à? Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em khuyết điểm anh hơi kỹ tính nên đang ra nhiều người nói em là khó chịu. Có nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm của thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? Ý là kỹ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu, chu toàn quá. Thấy là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ. Em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là cấp 3. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Ảnh không chịu cưới. Em có nói với ảnh không? Em có nói, em cầu hôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết á anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện mà khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm miếng tiệc nhà thôi. Nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em á, là em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang hiến đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi. 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Trên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn nhất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc thì sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi. Nó rách đều luôn á. Dạ không sao, dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp. Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được, ghét cái gì nhất cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á. Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi. Thỉnh thoảng nói xấu vợ sau này anh. Vợ em nó đâu sợ đâu, cả sớm đều sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó.
ha, giống 80% trở lên á. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những người phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ đúng rồi. Hay đúng rách đúng đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chứ vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thần chú ai giữ? Bài chú thì để sau này vợ giữ. Ờ, đưa cho vợ ha. Dạ, quậy rồi. Quạng vợ đọc thần chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam thì cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa giày đỏ chứ. Đỏ mà đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? À dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. À, ủa anh trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều em uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Cái lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hơi nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? À, thì em rót bia cho bạn uống cũng được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ. Không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa nên mình rất thích anh ấy. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu. Không như tống tính, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này sẽ tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và mối hẹn hò cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Anh có món quà đó là sản phẩm của bán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cổ xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em nghe không có được rõ. Anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ủa vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhận anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh sao? Anh rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị. Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đùi gối đưa ra ha. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên chị. Nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn. Còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Thích. Dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Vậy em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò ơi đó. Bún Bò ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai bạn cảm ơn.
Em tên là Chu Thị Thanh Nguyệt. Em 24 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em là nhân viên kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình. Dạ. Em họ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. À, chào chị Quyền Linh. À, sorry. Chào chị Quyền Linh thì cứ nói đi, sao đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ, xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Nguyễn Trần Trung Thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm nhân viên giao nhận ở phòng cung ứng của một khách sạn ở quận Nhất. Bạn Thảo. Dạ, em tên Thảo. 20 mấy tuổi? Dạ, em 28. 28, bạn bên kia Nguyệt là 24 tuổi. Ưu điểm, khuyết điểm của các bạn. Rồi, mời bạn Thảo trước. Dạ, ưu điểm thì em làm việc rất là nhiệt tình tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. Và cái chân thật, không có hút thuốc lá hay là uống rượu, tứ độ từ điện không có. Khuyết điểm là khuyết gì? Khuyết điểm thì có lẽ em người đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ mọi người đều nhận định là em ít nói. Và em cũng khá là rụt rè trước đám đông. Rồi, mời bạn gái. Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là độc lập và em khá là mạnh mẽ. Mọi người nói cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Thì cuối cùng nấu bài ra là ai dọn? Nhưng cuối cùng vẫn phải dọn. Để em bố em dọn cho. Sao? À, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Thì em biết chơi cờ tướng. Em có từng được giải huy chương bạc cờ tướng. Wow. Em thi ở giải trường. Huy chương bạc cờ tướng luôn á hả? Dạ. Còn bạn trai có biết cờ tướng không? Dạ biết, nhưng mà em chưa có huy chương rồi hết. Em có mang một bộ cờ tướng. Wow. Nếu như mà có thể thì lát nữa cuối chương trình mình có thể chơi. Không, thử. Bây giờ cái này nè, khỏi cần cờ tướng. Chúng ta giao lưu đánh cờ tướng trong trí tưởng tượng. Tôi bài bằng cờ tướng lên rồi đó. Bây giờ nữ đi trước, thử coi sao. Vào pháo đầu. Lên pháo đầu. Lên mà. Rồi, gì nữa? Chí tốt trên pháo đầu bên phải. Ra xe. Chậm quá vậy. Là hiểu huy chương bạc với huy chương đồng rồi đó. Nhưng không anh ơi, chứ chưa tới đồng đó. Bạn nam, có cái tài lẻ gì mình phải thể hiện coi. Đánh cờ là mình thua bạn nữ rồi đó. Thôi hát đi. Giọng này hát hay nè. Giọng này hay lắm nè. Giọng ấm ha. À, vậy em xin phép hát một bài. Em hát cũng không có hay lắm. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We only here today. Giọng mình lớn mình phải hát cho nó có hồn lên. Hát giống như buồn ngủ trưa quá. Nè, bạn gái, đáp lại liền em. Hát thì không phải sở trường của em. Đấy. Tuy nhiên là em có một biệt tài là các thể loại nhạc em chuyển hết thành cải lương. Rồi trời ơi, vậy là còn quá đặc biệt nữa. Làm luôn. Làm luôn đi em. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Vô, cải lương, vô cải lương. Cải lương đâu. Nó có cái âm hưởng lúc nào cũng âm vậy. À. Thôi em có vô cải lương được không? Dạ thôi anh ơi. Trời ơi. Anh Linh anh mê bài này lắm, anh tính chờ em vô khúc cải lương đó chứ. Tôi khóa vô cải lương bài này à. Ngoài ra là em có một cái nữa, sở thích của em là đá banh. Đá banh nữa? Dạ, em từng có một huy chương vàng và một huy chương đồng giải trường. Em đá ở vị trí nào? Dạ, tiền đạo cắm và hậu vệ. Trời ơi, sao dữ vậy ta? Tiền đạo cắm là đứng con chỗ đó. Dạ, đứng và xúc mà anh. Bạn trai có biết môn thể thao nào không? Dạ, em có bơi lội với chơi bóng rổ, lại cũng có đi tập gym chút xíu chị. Có chơi banh đũa nữa được không? Dạ. Nãy giờ tài năng quá rồi, giờ tới tình trường đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? À, mọi người hay đùa là khi nhìn trên đường tình duyên của em nó bằng phẳng quá. Tại vì đi suốt mà không có vấp phải ai cả. À, dạ. Chưa có một mối tình nào luôn? Dạ, thực sự là chưa. Chưa hôn nụ hôn đầu luôn? Chưa luôn. Lý do tại sao em chưa tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? À dạ, tại vì thời điểm này em nghĩ là công việc của em cũng khá là ổn rồi. Em nghĩ là mình nên cho bản thân mình và người khác một cơ hội. Bên này chưa có mối tình dắt dai nào nha. Dạ. À, em thì cũng thật sự thì nó chính thức thì chỉ có một cái mối tình là học trò đó chị. Bạn đó thì bạn đi Mỹ rồi nên là cũng từ đó về sau không có thương ai. Chúng ta sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em nghĩ thì em cần bạn nữ chỉ cần biết kính trên nhường dưới,
biết lo lắng cho công việc, trong việc nhà. Đó là thiên chức người phụ nữ rồi. Cái mẫu hình lý tưởng á, có hình dung một giống ai không? Em thấy giống chị Cát Tường cũng là người phụ nữ rất là tốt rồi. Cảm ơn em. Tóc dài thì càng tốt. Tóc dài càng tốt. Anh ơi, em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao đâu vậy, anh nuôi cái dài ra. Bạn gái, mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Tính của em cũng hơi có tính mạnh. Thì em muốn một bạn trầm một chút xíu, cao khoảng chừng 1m7. Em cũng muốn bạn nam của mình cũng có cái mục tiêu trong cuộc sống. Ví dụ bấm nút, ví dụ quen nhau, ví dụ sau này cưới. Thì khi mình có con cái thì con cái mình sẽ có một môi trường thật là tốt. Nói chung là phải có cái định hướng phát triển tương lai. Chính xác là như vậy. Anh trai đồ con quá ha. Chắc hợp gu bạn gái che chở được. Thích là bao lâu em kết hôn? Em muốn bao lâu nữa? Em nghĩ là mình cái thời gian đó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu và hai người phải hiểu nhau. Mình có phải làm dâu không? Hiện tại thì em đang ở với mẹ, nhưng mà mẹ em thì cũng không có tư tưởng là phải làm dâu. Em có ngại khi người bạn gái mình mạnh mẽ quá không? Sao chị? Tại vì mình là người đàn ông, mình là người gánh vác trong gia đình. Có những lúc mình sẽ yếu đuối và mình nhả xuống. Thì đương nhiên mình vẫn cần một người phụ nữ có thể chống chịu cho mình trong khoảng thời gian đó. Rất hay. Em nghĩ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? À, hai vợ chồng cùng làm. Rồi tới tháng lương hai người cùng gom lại. Là một phần mình sẽ để dành, một phần mình sẽ gửi cho ba mẹ hai bên. Nói chung hai vợ chồng cùng làm và cùng quản lý. Rồi, cảm ơn em. Anh nói nghe, anh khoái nhất cái câu nói của em là gì biết không? Hai vợ chồng tích lũy, bên cha mẹ đàn gái chút, cha mẹ đàn trai chút. Cái đó là hay nhất đó em ha. Cái đó là điểm cao đó. Đây, chào em gái. Dạ, em chào anh. Anh này trầm tính ha. Em tìm đúng địa chỉ luôn á. Nhưng mà khoảng bao lâu thì cưới được nào? Khoảng 2 năm. 2 năm được không em trai? Dạ không sao. Không sao chân á. Chờ được, đàn gái rất là chững chạc. Anh thấy hai bạn hợp lý đấy. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Rồi, bạn gái em đi với ai nè? Hôm nay em đi đến chương trình này với sếp em, các anh chị đồng nghiệp và bạn thân của em. Dạ, dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh và toàn thể khán thính giả trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Thấy bạn nam nhìn rất là hiền, bờ vai rất là vững chắc nha. Dạ. Nhìn rất là hiền mà cá tính như thế là cũng tương đồng với em. Đây là chị nhận xét của chị thôi. Và chị thấy là quan trọng là hai bạn cùng tìm hiểu. Chị thấy ok rồi đó Nguyệt. Rồi, cảm ơn okay. Sếp. Ok rồi đó. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với ông anh với lại người bạn thân của em. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả đang xem. Em là anh Kết Nghĩa với Thảo. Bạn gái bên đây anh thấy còn nhỏ tuổi lắm, nhưng mà rất là biết suy nghĩ và rất là lanh á. Giống như là bù trừ được cho em. Thấy bạn này được á Thảo. Rồi cảm ơn bạn. Coi như nãy giờ là ai cũng thấy được hết trơn rồi đó. Quan trọng là hai em thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn nhìn mặt nhau nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh. Đây là nó là chữ love. Em đã giữ chữ L và chữ O. Em tặng anh chữ V, chữ V và chữ E. Tiếng Việt thì nó có nghĩa là về. Nếu như thật sự mình phù hợp thì là mình về với nhau. Còn nữa là nếu như đến một lúc nào đó anh cảm thấy không phù hợp thì anh chỉ cần trả cho em hai chữ này thôi, không cần nói gì cả. Cảm ơn em. Cuối tuần em có rảnh không? Em có hay bận việc cuối tuần? Dạ, cuối tuần thì thường em sẽ rảnh, trừ những trường hợp là em gặp khách hàng thôi. Thứ bảy chủ nhật anh sẽ rảnh. Thì nếu như được thì mình đi cà phê. Dạ. Nếu chẳng hạn mình phù hợp mà mình cưới thì em nghĩ là em cũng chưa muốn có con sớm. Em muốn là hai người cùng cố gắng ổn định, có một cái công việc tốt. Rồi anh sau hiểu. Đó là mình mới nghĩ đến việc khác. Anh thấy sao ạ? Được, anh nghĩ là mình phải ổn định kinh tế và tài chính. Vì hiện tại thì anh cũng cảm thấy là anh rất là ổn rồi. Em có thích đi du lịch không? Em cực kỳ thích. Vậy là em dẫn anh đi được á. Dạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nghĩ là khi yêu thì mình nên có cái khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Người, đúng. Dạ. Với lại em muốn là có một người bên cạnh em những khi mà em cảm thấy mệt mỏi nhất thì chỉ cần là ngồi im lặng, ngồi bên cạnh em là được rồi. Cái đó thì anh làm rất là dễ dàng luôn á. Dạ. Ngồi im lặng tới sáng luôn được á. Bạn gái hơi nhỏ con á, bạn trai có ngại không? Không sao đâu, về anh nuôi. Về anh dễ thương quá, về anh nuôi. Dạ. Lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em gần cả 100kg lận á chị. Cái động lực để em giảm cân là em đăng ký chương trình luôn á. Là tới bây giờ là em vừa kịp lúc. Anh đang muốn xuống cân á. Chút chỉ anh bí quyết đi. Dạ, hiện tại em đang 80. Em làm sao mà em xuống được 20kg? Dạ thì một phần cho mình ăn uống, một phần mình đi tập. Anh đâu mà ăn cơm, mà ăn tô mà đòi xuống giảm cân chết rồi. Nãy giờ hai bạn chia sẻ cũng nhiều rồi. Bây giờ nhìn thẳng vào nhau,
mình nói một cái gì đó, nó mình cảm nhận về nhau như thế nào và cảm xúc trong người mình hiện tại ra sao, chúng ta quyết định bấm nút hay không. Xin mời hai bạn. Lúc mà nghe giọng của em bên sau cái bức màn, anh đã rất là tò mò. Thì thật sự thì khi gặp em thì em còn hơn cả những gì anh nghĩ nữa. Thì anh nghĩ là nếu như em cho anh cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau hơn, và mình sẽ hiểu nhau hơn, và mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống, công việc của mình. Em thấy anh là một người khá là trầm và hiền, em nghĩ anh rất là hiền luôn á. Thì em nghĩ là chắc anh sẽ chịu đựng được em. Trong một mối quan hệ thì nếu như em có giận hay em gì đó thì anh sẽ là im lặng. Hết thời gian rồi hai bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là có bấm nút hay không. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Bây giờ cái này thì sao? Chưa biết. Phải đợi thời gian. Đợi thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy làm thủ tục đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thủ tục gì vậy? Hôn nhau. Bạn ấy chưa bao hôn bao giờ đó em. Nào. Em cũng chưa mà. Chưa luôn hả? Tay thương thầm chỉ chờ tôi sang ghé thăm. Thơm sàng thiên lý thơm như nụ hoa chớm nở. Alo, nghe mà thầu anh. Đòm đòm bay về tìm hướng đông về. Dạ rồi, mình quay rồi. Điện trường chuẩn bị. Theo tháng năm trăng rằm em còn tuổi 15. 5, 4, 3, 2, 1, vô đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ Ngọc Lan, Quỳnh Linh tiếp tục kết nối những cặp đôi đang tìm một nửa mảnh ghép của mình. Xem hôm nay họ có bấm nút hẹn hò hay không nha. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Rồi nhà gái giới thiệu cho mình nào. Rồi, chào em. Em tên là Giang, năm nay em 5 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Lê Thị Giang. Sinh năm 92 đúng không? À, Giang có thể nói lớn lên nha để cho bên nhà trai cùng nghe luôn. Giang nói lớn lắm á, mà tại hình như cái loa control của mình nó không, không có. Rồi, mời em trai. Đầu tiên thì em xin chào anh. Chào em. Chào em. Làm việc gì Phong? Dạ em là nhân viên văn phòng của một văn phòng. À. Còn Giang bên kia là làm gì Giang? Dạ hiện tại là em làm việc hỗ trợ trong một công ty bất động sản. Chuyên gia phân tích nè. À. Giang Phong. Trời ơi. Nghe cũng sóng gió lắm mà. Đây. Đáp rồi sắp tới không? Ưu điểm của Giang là gì Giang? Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì có thể là người hạt kinh tính, khá là cầu toàn và có biết nắm tính xíu. Trời ơi, kỹ tính mà còn nắm tính nữa. Mệt lắm này nha, kỹ tính mai vô trọt trọt nóng tính quýnh à. Đó. Rồi, mời Phong. Dạ, thì về điểm mạnh của em là chu đáo, nhiệt tình, biết quan tâm chăm sóc người khác, hay giúp đỡ. Còn về điểm yếu của em thì là hơi rụt rè. Rụt rè trước đám đông hả? Có nhát gái không? Dạ. Không có. Không có đúng không? À, rụt chỉ đám đông rồi rụt rè thôi. Còn gặp gái là không có rụt rè đúng không? Không có nhát gái vậy bao nhiêu mối tình rồi? Bên Phong đó, á, Phong bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì em, nếu mà nói về mối tình thì em chỉ có một là nhưng mà trong thời gian ngắn thôi. Một mối tình ngắn là ngắn sao Phong? Dạ ngắn thì cũng chỉ có kéo dài khoảng 3-4 tháng thôi. À vậy
Vậy là nó cũng chỉ là mối tình đầu đơn sơ mộc mạc thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Chưa có một hứa hẹn sâu đậm gì hết đúng không? Dạ. Ơi, à, nhà trai tôi còn trong veo à. Cũng chưa biết yêu nhiều lắm đâu. Mời nhà gái. Nhà gái cười quá trời cười luôn. Bao nhiêu mối tình được cưng? Cái gì vài mối tình chính thức hả? Vậy là mối tình không chính thức chắc cũng khá khá. Thì người ta trải nghiệm thôi. Ôi trời, em gái à, em gái xinh đẹp ha. Em kể sơ sơ vài mối tình chính thức coi. Chính thức thì em có 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình nào dài nhất? Mối tình nào cũng 2-3 năm. Tức là em có một cái Hành trình 10 năm trong tình yêu. Lăn lộn ngụp lặn. Làm gì lăn lộn ngụp lặn như vậy? Thì tình đó yêu mà làm giống như đi xuống sông là bắt cá vậy. Không, nói chung là Giang rất là xinh ha. Thành ra là nhiều chàng trai chắc cũng đeo đuổi dữ lắm. Còn chưa tính những mối tình lẻ tẻ nữa đó nha. Đó, tình phớt phớt qua rồi. Nhưng mà sau 3 mối tình đó thì em thử hỏi xem mình tại sao mình lại chia tay. Có cái gì nó lỗi thuộc về mình không? Mình nói về mình thôi, khỏi nói với người kia. Em yêu cầu quá cao. Nhu cầu em cao lắm hả? Thì em mới nói cao đó. Cái mặt ông kỳ. Gì đâu kỳ, thì em nói là nhờ em yêu cầu quá cao thì đúng rồi. Là nó yêu cầu, nó khác cái nhu cầu. Cũng nhu cầu yêu cầu giống nhau mà ta. Khác nha. Khác hả? Thôi vậy tôi lộn đi. Ủa nhu cầu là gì Lan? Nhu cầu đó là anh chút xuống dưới ăn cơm nói cho nghe. À, yêu cầu gì vậy mà già Giang? Ủa vậy lúc quen ta đo liền đi chứ để quen xong rồi tôi thấy hỏi liền bên kia mét nhiêu? Nhiều. Đi qua coi nè. Mét 8. Khỏi coi mét 8. Về chỗ đi. Bao dư luôn, yêu cầu gì mà cao nữa đâu. Mạnh mẽ bản lĩnh. Mạnh mẽ không? Dạ có ạ. Sao, ta bản lĩnh lắm mà. Mạnh mẽ, khỏe mạnh. Gì mạnh nữa? Mẽ với khỏe mạnh nó cũng khác nhau lắm. Cũng khác không? Mạnh mẽ là về tính cách, khỏe mạnh là về sức khỏe. Khỏe là sao? Khỏe mạnh nó có thể bê giác, quân giác được. Đây cũng khỏe mạnh luôn. À. Mà mạnh mẽ cũng mạnh mẽ luôn. Nói chung diễn mạnh á. Ừ. Gì nữa? Nữa cưng? À, vậy là 3 cái mối tình trước á. Tức là em cũng đưa ra như cái yêu cầu như thế. Rồi mấy bạn không có đáp ứng đủ những yêu cầu đó đúng không? Nói chung là hình mẫu của mình đó. Hình mẫu thì cũng như là ngoài ra đó. Trong thời gian thực hiện thì nó là tức là những cái yêu cầu đó mình đã đạt được rồi. Nhưng mà khi mà quen nhau rồi thì cái tính cách không có hợp với mình đúng không? Không có đúng yêu cầu của mình đúng không? Rồi bây giờ mình thích tính cách sao nè? Nói mình chủ yếu bạn đó phải là dân nể nữa. Làm sao? Cho anh nể. Nể không? Đúng rồi. Ý là bạn ấy phải cao mình cái đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ đúng không? À, có một cái mẫu hình lý tưởng nào nó rõ ràng hơn không em? Hun Bin chẳng hạn. Không, về ngoại hình thì em có mẫu hình lý tưởng thôi, còn về tính cách thì em chưa. Việt Anh à? Dạ. À. Người phán xử. Rồi. Ở đây giờ còn thích không? Coi như có một cái mẫu hình như vậy. Tạm tạm gì đi, nãy giờ cái tính cách như thế đó thì em thấy có gì nó trùng khớp với mình không? Giờ là tính cách của em thì em cũng có bản lĩnh mạnh mẽ thì hay tập thể thao.
trời, leo núi nữa thôi. Là những con người bước chinh phục. Xích bây giờ xích qua tôi ngó nhà trai. Ngó đi, mét 8 đó. Chào mét 8. Đứng gần nha, đứng gần là thấy mức mình luôn á. Ước ao của tôi đó. Mét 8, ước ao. Cuộc đời không quen ai chơi mét 8. Em có nhu cầu... Yêu cầu. Có yêu cầu. Em có cái hình mẫu về người bạn gái của mình nó như thế nào? Dạ thì em thì về hình mẫu về bạn gái của em thì em cũng không quan trọng về chiều cao. Thì bạn ấy em phải có sự thông cảm chia sẻ. Ừ. Vậy thôi hả? Cái mối tình trước của em không thông cảm muốn chia sẻ với em hả? Dạ mối tình trước thì cũng là thời sinh viên mới lại có bạn nhắc. Sơ sơ à, có 2-3 tháng, có nắm tay chưa? Có nắm tay rồi. Không chưa? Không chưa. Thấy chưa? Chưa có kinh nghiệm yêu thương yêu đương luôn á. Còn zin luôn. Còn zin. Về dạy đó. Vậy có nhiều cái mình phải dạy á. Hàm học hỏi nữa hả? Ừ. Dạy cái là nhớ liền không? Ừ. Vậy thôi, hình mẫu em chỉ cần vậy thôi hả? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở phụ nữ không? Điều em không thích ở phụ nữ. Ừ. Em ơi, cằn nhằn đó là bản tính rồi. Không gia phải... vị đó em. Vậy đó em ơi, lấy vợ mà không cằn nhằn mới lạ đó em. Không cằn nhằn em nhớ lắm. Thành ra thôi, cái đó cho qua đi. Mình họ muốn không có cằn nhằn không được đâu. Lúc đầu mới quen dễ thương về bắt buộc phải cằn nhằn rồi đó. Được rồi ha. Được luôn đúng không? Được luôn. À, đúng rồi. Đàn ông tôi chấp nhận cằn nhằn. Còn gì không thích nữa không? Kiểm soát quá thích không? Kiểm có cho em kiểm soát, có cho em có cho bạn đó kiểm soát em không? Dạ cái này thì cũng tùy thuộc vào giữa em và bạn đó trao đổi với nhau, nếu cảm thấy cái sự việc đó mà đôi khi đi quá thì nên cũng tất cả hai nó cùng nói chuyện và trao đổi lại việc kiểm soát của sự cá nhân. Ừ. Với em thì việc kiểm soát nó cũng không vấn đề. Được rồi. Bây giờ em gái đi ra em gái ơi. Trời ơi. Công ty bất động sản đó đúng không? Dạ vâng ạ. Mùa này đất khá không? Mùa này ngân hàng hơi khó nên đất cũng khó nè. Không. Khó giao dịch á. Đất mấy vị trí tốt mà vẫn thanh khoản tốt à. Rồi mời đại diện nhà bên nhà gái đi. Chị là, em chào anh Dương Linh, chị Ngọc Lan và dạ. Hai bạn cùng bên tất cả mọi người. Hôm nay thì em có đại diện bên nhà gái thì đến đây thì nói chung là bạn trai thì chiều cao thì cũng khá được, nói chung là tính cách thì cũng tốt,